xin chào tất cả các bạn để đáp ứng nhu cầu của tất cả các bạn nào yêu thích cái bộ môn bài lá bịp cũng như là uh, những cái sản phẩm về kính áp tròng như xuyên lá bài hoặc là uh, những cái mẫu ví đổi bài này mẫu ví đổi bài đây nha các bạn nhé hoặc là những uh, áo đổi bài hoặc là máy đánh bài nhé thì bên mình này hôm nay đã nhập rất là nhiều những cái sản phẩm này đó về cho các bạn và đặc biệt là mình sẽ review cho các bạn một vài những cái mẫu kính áp tròng nhìn xuyên lá bài mới nhất hiện nay các bạn nhé đây này đây là một vài những cái mẫu kính áp tròng nhìn xuyên lá bài đây là mẫu kính của mỹ các bạn nhé hộp gỗ này đó đầy đủ những cái mắt len đây các bạn nhìn kỹ này mình sẽ quay cho các bạn xem này đầy đủ hai mắt len này nọ nước ngâm len này đây là cái gắp len này còn cái này này nó rất là tiện nha các bạn nhé ngoài ra nó có cái này rất là tiện này các bạn đi chơi này các bạn bỏ hai cái mắt len vào đây nhá các bạn nhé bỏ hai cái mắt len vào đây sau đó các bạn Uh, đến chỗ là các bạn chơi là các bạn bỏ ra các bạn đeo vào mắt là các bạn nhìn bài như bài ngửa luôn đó cực kỳ là dễ uh, sử dụng luôn và uh, ngoài ra thì đi kèm với kính uh, cái kính mỹ này thì cũng có những rất nhiều những mẫu kính khác nhé các bạn nhé đây này đây là một cái mẫu kính áp tròng như xuyên bài 5D cũng là của mỹ các bạn nhé đó mẫu này thì mới ra cực kỳ là xịn luôn mắt kính của nó rất là mỏng rất là mịn và đeo rất là êm không hề bị cộm mắt không hề bị đau mắt các bạn nhé và đây đây là mẫu kính uh, có giá thành thì phải chăng hơn này đây đây là một mẫu kính uh, nhìn áp tròng nhìn xuyên là bài của Hàn các bạn nhé cái mẫu này thì nó uh, nó nó có giá thành phải chăng hơn dành cho những bạn nào mà chúng ta muốn uh, muốn 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 là không muốn tốn nhiều kinh tế một chút này đó chúng ta chơi chúng ta lấy tiền về chúng ta mua những cái mẫu đắt tiền sau thì chúng ta có thể sử dụng cái mẫu này đó cách dùng nó tương tự thôi và Ngoài ra thì đi kèm với kính còn có rất là nhiều những cái mẫu bài, một số mẫu bài mình trưng ở đây này. Các bạn có thể nhìn thấy nhá. Những cái mẫu bài này là những mẫu bài phổ thông mình để mình trưng ở đây thôi. Còn nhiều cái mẫu bài mà các bạn ví dụ các bạn mà muốn sử dụng mà cái mẫu nào tùy các bạn thì các bạn gửi hình cho shop. Shop sẽ làm đúng như một cái 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 bộ bài này các bạn mua ngoài tầm hóa luôn. Các bạn về các bạn bóc ra các bạn lùa vào các bạn chơi thôi. Đó bạn lùa được bộ bài này và các bạn đeo kính là các bạn chơi bài như bài ngửa là các bạn mang tiền về nhà rồi đó cực kỳ là tốt cực kỳ là uh, là, là, là dễ sử dụng luôn đó và uh, tất cả những cái mẫu kính ở đây thì hầu như là những mẫu kính mới nhất rồi và ngay sau đây thì mình sẽ uh, test thử cho các bạn về cái chất lượng hình ảnh của một cái mẫu kính giá vừa phải tiền đó là mẫu kính hộp gỗ các bạn nhá mình sẽ test thử cho các bạn thấy và các bạn uh, sẽ xem được cái chất lượng hình ảnh của nó là có có sắc nét hay không và mình sẽ đọc rõ cho các bạn từng con một để các bạn có thể uh, để xem được cái hình ảnh đây mình đã có một cái bộ bài đây là bài đi theo kính các bạn nhé bạn lưu ý là bài phải đi theo kính nhiều bạn cứ hỏi mình là bài bài nào cũng được hay bài theo kính thì mình phải trả lời luôn là bài theo kính nhé thì ở đây nhá mình đã đeo cái mắt uh, kính vào cái cái cam rồi đây đây mình đã đeo vào đây rồi nhé các bạn nhé đây bây giờ mình sẽ cháo bài lên này cháo bài lên và mình đọc cho các bạn đây các bạn nha, các bạn nhìn này, đây là con hai tép các bạn nhá. Hai cái ngang ở trên đầu và dưới là hai tép này. Đó, hai tép chuẩn luôn. Rồi. Tiếp theo này, một con nữa này. Đây là con 9 các bạn nhá. Con 9 này thì nó không có dấu hiệu gì, con 9 này nó con 9 bích các bạn nhá. Không có dấu hiệu gì là 9 bích rồi. Đó. Tiếp theo này. Đây là con quy nhá, có hai cái dấu tròn ở hai góc này, con quy này con quy cơ các bạn nhá. Đó, hình ảnh các bạn nhìn thấy không? Quy cơ đây này hình ảnh qua điện thoại qua cam hai cam này rồi mà vẫn rất là sắc, rất là sắc nét nhé các bạn nhé nên là nhìn ở ngoài á, cực kỳ nét luôn bốn cơ này các bạn nhìn tiếp tục này bốn cơ chuẩn rồi ok đó một vài những cái uh, hình ảnh mình đã test thử cho các bạn về cái kính áp tròng nhìn xuyên lá bài đó các bạn thấy là hình ảnh rất là sắc nét qua hai cam rồi mà nó vẫn rất là nét luôn đó, khi mà các bạn uh, cần uh, cần uh, có những cái thắc mắc gì về tất cả những cái sản phẩm hay là chất lượng của bên mình thì các bạn đều có thể liên hệ uh, cho mình qua số hotline 0948 0 chín mình sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn uh, về tất cả những cái thắc mắc hay nhu cầu của các bạn nhé và tất cả những cái sản phẩm bên mình này uh, ngoài bán lẻ ra thì bên mình bán xỉ toàn quốc các bạn nhé giá cả phải trăng nhất thị trường luôn các bạn cứ yên tâm mà tham khảo giá nhà nhà mình là giá phải trăng nhất thị trường đủ xỉ toàn quốc rồi và có chế độ bảo hành cho các bạn đầy đủ hết nhá bảo hành một năm đổi một cho tất cả các mẫu đó các bạn yên tâm khi mua hàng ở bên mình nhá Đà, và mình uh, sẽ kết thúc video ở đây hẹn gặp lại các bạn trong những cái uh, video lần sau mình sẽ review nhiều hơn về các dòng sản phẩm khác các bạn nhé